Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh Tipca. Chiếc xe này của nhà tôi được sản xuất và ra biển năm 2022, có nghĩa là vẫn đang trong giai đoạn bảo hành. Tuy nhiên, rất có thể là nhiều chi tiết trên chiếc xe này nếu như xảy ra hỏng hóc thì sẽ không được sửa chữa miễn phí, có nghĩa là không được bảo hành. Tại sao lại như vậy? Thì có rất nhiều lý do, trong đó có những lý do là do tôi chủ quan và có những lý do thì do tôi bị dụ dỗ. Vậy thì cụ thể có những lý do gì khiến cho xe của tôi có thể bị từ chối bảo hành? Chúng ta cùng nhau trao đổi và thảo luận trong video ngày hôm nay. Lý do đầu tiên mà khiến xe có thể bị từ chối bảo hành đó chính là chúng ta vô tình hoặc là cố ý thay đổi số trên đồng hồ công tơ mét. Chẳng hạn như là xe của chúng ta đã chạy khoảng 10 vạn km nhưng mà chúng ta lại thay đổi về một con số bao nhiêu đó. Đó có thể là do chúng ta vô tình mua phải một chiếc xe lướt, xe đã qua sử dụng mà đã bị tua công tơ mét, hoặc là có thể do chúng ta cố tình thay đổi công tơ mét vì một lý do mờ ám nào đó. Và một bài học rút ra là khi mà chúng ta đi mua xe lướt, xe đã qua sử dụng, chúng ta phải hết sức lưu ý. Chúng ta nên đưa xe vào sự dịch vụ chính hãng để kiểm tra xem lịch sử bảo dưỡng có còn rõ ràng và chính xác hay không. Lý do số 2 chúng ta có thể bị từ chối bảo hành đó chính là chúng ta sử dụng sai loại dầu nhớt bôi trơn hoặc là nước làm mát theo khuyến cáo của hãng. Rất có thể là nhiều quý vị lý giải rằng nhà quý vị có xưởng dịch vụ riêng hoặc là có xưởng dịch vụ quen, chúng ta tự mua dầu nhớt, tự mua nước làm mát về để tự thay để tiết kiệm chi phí. Và thậm chí là cái loại dầu nhớt mà chúng ta mua, chúng ta lý giải rằng còn tốt hơn là dầu nhớt của chính hãng thì cũng không được. Bởi vì đơn giản là hãng không thể kiểm soát được loại dầu nhớt mà chúng ta mua. Lý do tiếp theo khiến cho xe của tôi có thể bị từ chối bảo hành đó chính là chúng ta bảo dưỡng định kỳ không đúng lịch hoặc là ăn bớt quy trình. Chẳng hạn như là 20.000 km chúng ta cần phải bảo dưỡng, nhưng mà chúng ta lại đi quá tới 23 hoặc là 24.000 km chúng ta mới mang đi bảo dưỡng, thì khi đó xe có vấn đề gì cũng sẽ bị từ chối bảo hành. Hay là ở mốc 20.000 km chúng ta có một hạng mục đó chính là bảo dưỡng phanh. Chúng ta lại đi nghe ai đó xui rằng là phanh ở 20.000 km chưa hỏng đâu. Thế là chúng ta gạch cái quy trình ấy đi, không muốn làm cái hạng mục đó. Thì như vậy, nếu như trong quá trình sử dụng phanh có vấn đề gì, ví dụ như bị mất phanh, xảy ra tai nạn, thì hãng cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Lý do tiếp theo khiến cho xe bị từ chối bảo hành đó chính là chúng ta đổ nhầm hoặc là đổ sai loại nhiên liệu so với sách hướng dẫn sử dụng khuyến cáo. Ví dụ như là sách hoặc là hãng khuyến cáo là chúng ta phải đổ xăng A95 hoặc là dầu diesel 0.001S. Tuy nhiên khi mà vào cây xăng, chúng ta lại đổ nhầm nhiên liệu. Ví dụ như là xe xăng lại đổ diesel, xe diesel lại đổ thành xăng, hoặc là chúng ta lại đổ cái loại nhiên liệu mà không đúng khuyến cáo. Khi đó thì động cơ có thể bị báo lỗi và hãng cũng sẽ không bảo hành. Hiện nay thì trên thị trường Việt Nam có một số dòng xe bán tải hoặc xe SUV sử dụng động cơ diesel đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và yêu cầu về loại nhiên liệu rất khắt khe. Nếu như chúng ta không tìm được cây xăng mà có loại nhiên liệu đó thì rất có thể là xe cũng sẽ bị báo lỗi. Trường tiếp theo chúng ta có thể sẽ bị từ chối bảo hành nếu như chúng ta mua phụ tùng không chính hiệu, chúng ta về tự thay. Ví dụ như là trên xe của chúng ta có một bộ phận nào đó bị hư hỏng, chúng ta không vào hãng mà chúng ta lại tự mua phụ tùng, có thể là phụ tùng của một hãng thứ ba, phụ tùng OEM chẳng hạn, chúng ta về tự thay. Thì nếu như có vấn đề gì xảy ra liên quan đến cái phụ tùng đó thì cũng sẽ không được bảo hành. Theo khảo sát của chúng tôi trên một số hội nhóm sử dụng xe thì có rất nhiều quý vị tự đặt hàng các loại lọc gió động cơ về nhà tự thay. Và sau một thời gian sử dụng, các loại lọc gió chất lượng kém nó sẽ bị móp méo, bị biến dạng. Và trong trường hợp đó, nếu như mà bụi, đất cát lọt vào trong buồng đốt mà bị hỏng máy, và đương nhiên là trường hợp đó hãng sẽ từ chối bảo hành động cơ. Trường tiếp theo mà chúng ta sẽ bị từ chối bảo hành đó chính là chúng ta không bảo dưỡng hay là sửa chữa tại xưởng dịch vụ chính hãng trong thời gian bảo hành. Ví dụ như là chúng ta vì tiếc tiền công thợ chẳng hạn, chúng ta đặt mua các phụ tùng từ xưởng dịch vụ chính hãng về, rồi chúng ta tự thay bởi vì chúng ta là người khéo tay hoặc là chúng ta có người quen, thì khi đó kể cả là phụ tùng chính hãng thì cũng sẽ không được bảo hành. Lý do tiếp theo mà xe của tôi có thể bị từ chối bảo hành đó chính là tôi sử dụng xe sai mục đích hoặc là không đúng với khuyến cáo của hãng. Ví dụ như là chúng ta chở quá tải hoặc là xe để sử dụng bình thường nhưng mà chúng ta lại mang đi đua chẳng hạn, thì đương nhiên trong trường đó nếu như có vấn đề gì xảy ra, ví dụ như là hỏng hóc, gãy càng, gãy trục vân vân, thì chúng ta sẽ bị từ chối bảo hành. Trường hợp tiếp theo khá là nhạy cảm mà chúng ta sẽ bị từ chối bảo hành đó chính là chúng ta thay đổi bộ phận hoặc là độ xe. Thì nếu như mà xe xảy ra vấn đề gì mất an toàn liên quan đến những bộ phận đó thì sẽ bị từ chối bảo hành. Ví dụ như là gương chúng ta đã khoét ra để lắp camera 360 độ, nếu như gương có vấn đề gì thì sẽ không được bảo hành gương. Hay là đèn chẳng hạn, nếu như chúng ta độ đèn mà đèn bị cháy, nổ thì sẽ không được bảo hành. Hay là phanh cũng vậy. Và nếu như nghiêm trọng hơn, chúng ta độ mà lại liên quan đến việc mất an toàn toàn bộ xe, ví dụ như là xảy ra vấn đề cháy nổ hoặc là mất phanh hoặc là tai nạn nghiêm trọng chẳng hạn, thì thực sự là tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trường tiếp theo chúng ta có thể sẽ bị từ chối bảo hành đó chính là xe bị lỗi hoặc là hư hỏng gì đó trong thời gian bảo hành nhưng mà chúng ta lại thông báo muộn. Ví dụ như là ngày mai là xe sẽ hết hạn bảo hành,
Nhưng mà ngày hôm nay xe bị lỗi hay là hỏng một cái gì đó mà chúng ta bận rộn, chúng ta quên mất không thông báo. Ngày mai chúng ta mới đi đến sửa dịch vụ và chúng ta báo rằng là nó bị lỗi ngày hôm qua. Thì như vậy là trong trường hợp đó rất có thể là sẽ không được bảo hành. Chính vì vậy, nếu như xảy ra trường hợp đó thì tốt nhất là chúng ta hãy thông báo cho sửa dịch vụ càng sớm càng tốt. Các bộ phận tiếp theo sẽ không được bảo hành, đó chính là kính xe. Chúng ta có thể lý giải rằng kính xe cũng có thể bị lỗi mà. Nhưng mà hãng cũng có lý do của họ. Thường là trước khi lắp kính vào xe thì hãng đã kiểm tra rất là kỹ. Và hãng thường sẽ chỉ đền bù khi mà chúng ta mang xe đến sửa dịch vụ mà kỹ thuật viên chẳng may sơ ý hay tác động gì đó khiến cho kính xe bị vỡ thì hãng mới đền bù. Hạng mục tiếp theo khá là đặc biệt mà hãng xe không bảo hành, đó chính là lốp xe. Mặc dù là lốp nguyên bản theo xe, khi mà lưu thông trên đường, nếu chẳng may mà lốp bị hư hỏng và chúng ta cho rằng đó chính là do lỗi của sản phẩm, thì chúng ta phải giữ lại cái quả lốp hỏng đó và thông báo cho hãng xe. Khi đó thì hãng xe sẽ ghi nhận vấn đề và gửi vấn đề đó cho hãng lốp, và hãng lốp sẽ tìm hiểu và bảo hành cho chúng ta chứ không phải là hãng xe. Và cuối cùng, những chi tiết mà không được bảo hành của xe, đó chính là những thứ mà chúng ta sử dụng nó bị hao mòn tự nhiên hoặc là bị biến chất một cách tự nhiên. Ví dụ như là pin ở trong điều khiển từ xa chẳng hạn, hoặc là đĩa phanh, má phanh, chống phanh, các loại lọc, hay là trên xe số sàn thì là đĩa ly hợp chẳng hạn. Một số chi tiết bằng cao su có thể bị thoái hóa tự nhiên cũng sẽ không được bảo hành, ví dụ như là gạt mưa, dây đai dẫn động và một số chi tiết khác. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trao đổi về đề tài những lý do có thể khiến cho xe của chúng ta bị từ chối bảo hành. Mỗi một hãng thì sẽ thường có những chính sách bảo hành khác nhau, và những chia sẻ trên đây của chúng tôi có thể là chưa đủ hoặc là chưa đúng với một số hãng. Chúng tôi rất mong muốn là những quý vị dày dặn kinh nghiệm hơn, chúng ta cùng chia sẻ thêm để mọi người cùng tham khảo. Và quý vị có còn ghi nhận trường hợp nào nữa khiến cho xe của chúng ta có thể bị từ chối bảo hành, chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và rung chuông để ủng hộ kênh. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.